Chỉ bằng những hành động nhỏ và quen thuộc như luôn đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, luôn rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi đến nơi đông người, đứng giãn cách khi mua sắm tại các chợ hay tuyên truyền phòng chống COVID-19 bằng loa phát thanh đã mang lại nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần động viên và cổ vũ mọi người cùng ý thức để cùng nhau đẩy lùi đại dịch COVID-19. Hiện nay, theo khảo sát của phóng viên tại các chợ trên địa bàn thành phố, hầu hết người dân và tiểu thương đều chấp hành đeo khẩu trang khi mua bán. Rõ ràng, việc đeo khẩu trang đã trở thành một thói quen tốt, không thể thiếu của mỗi người khi ra đường. Xem đây là một biện pháp bảo vệ sức khỏe giữa mùa dịch COVID-19. Không chỉ tuyên truyền bằng loa phát thanh, hàng ngày, cứ vài tiếng một lần, bảo vệ tại các chợ lại đi tuần tra, phát thanh tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người dân mua sắm, tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19. Covid này nè, bà con các cái phòng dịch cũng sẵn sàng, thì dân chúng tôi cũng cố gắng khắc phục và đồng ý đi ra cũng chống những cái trường hợp mô gọi là Covid và để bảo vệ được bản thân và bảo vệ cho đất nước. Tiểu thương giữ khoảng cách với tiểu thương, người mua giữ khoảng cách với người mua là minh chứng cụ thể, thể hiện ý thức chấp hành rất tốt đến từ phía cộng đồng. Không hô hào khẩu hiệu nhưng với hành động quyết liệt đến từ ban quản lý và mỗi cá nhân tiểu thương đã có những tác động rất tích cực đến ý thức của người dân khi mua sắm tại các chợ. Cùng với đó, các tiểu thương cam kết bán đúng giá, không nâng giá, găm hàng, đảm bảo cung ứng đủ lương thực thực phẩm cho người dân thành phố. Ý thức của người dân mà về dịch là rất là tốt. Nhà nước biểu 3 ngày đi chợ là chấp nhận 3 ngày đi chợ. Nói chung là Đà Nẵng mình là cái về mà phòng dịch là rất là nghiêm chỉnh. Tất cả khách hàng đi chợ cũng như hộ kinh doanh trong chợ và tất cả lực lượng bảo vệ ban lý nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế cũng như của ban phòng chống dịch, chúng ta thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang trong suốt quá trình vào chợ và các cái biện pháp phòng chống dịch đảm bảo như sát khuẩn, đo thân nhiệt, chia tần suất đi chợ đúng ngày và đúng thời. Đa số nhìn bà con hộ kinh doanh và người dân đến chợ ý thức rất là cao. Trong tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Đó còn là sự chung tay góp sức cùng với cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.